Rồi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bonsai Trường Thi. Thì như thường lệ thì buổi sáng thì khoảng 11 giờ Bonsai Trường Thi sẽ lên video như giao lưu một số cây bonsai với tất cả mọi người. Buổi chiều thì tầm buổi tối thì tầm 7 giờ thì sẽ giao lưu với tất cả mọi người những cây bonsai. Thì cũng tiếp tục lên giao lưu với mọi người là cây một vài cây bonsai. Thì trước mắt mọi người là cây sơn liễu. Cây sơn liễu này thì một bệ ba thân nha mọi người. Cây thì phúc lộc thọ nha, dáng dấp thì cũng khá hay. Phúc lộc thọ tam đa. Mọi người cố gắng xem kỹ video nha. Để xíu nữa sẽ đọc kích thước cho mọi người xem. Cái dòng sơn liễu thì Bonsai Trường Thi cũng đã giao lưu với nhiều rồi. Những cái video trước thì cũng đã giới thiệu rất nhiều. Thì đặc biệt cái dòng sơn liễu là nó ra hoa màu trắng và cái đọt thì nó đỏ. Đặc biệt là anh em ở phía Canh Bắc đã ủng hộ Bonsai Trường Thi rất nhiều. Xứ lạnh thì nó lại ra cái đọt đỏ lại đẹp nha mọi người. Đặc biệt là cái dòng nó lại khá hay như vậy. Rồi, để đo kích thước cho mọi người xem nha. Rồi, vành tại vị trí đo là 29. Rồi, chiều cao cây tính từ mặt chậu là 25, phủ tán 30, chậu lục giác, phố bi là 22, chiều cao là 14 phân. Rồi, quay thêm một chồng nữa cho mọi người xem nha. Rồi, cây sơn liễu này thì giao lưu mọi người giá là 700k bao ship. 700k bonsai mình thì bao ship cho mọi người luôn nha. Rồi, tiếp theo là một cái cây trà phúc kiến. Trà phúc kiến thì đỡ quay một vòng cho mọi người xem. Cây này thì một cốt hai thân là song thụ nha mọi người, song thụ. Xíu nữa sẽ đưa camera cận cảnh đưa quay cái bộ đế cho mọi người xem nha. Cây này bộ đế rất đẹp nha. Cây thì chi cành chuẩn rồi. Ok rồi. Thì để giao lưu với mọi người. Về chúng ta chỉ để vậy mà chơi thôi. Không có cần thêm làm thêm một cái gì nữa. Chúng ta về mình ta chăm sóc và ta chơi thôi. Dòng trà phúc kiến thì nó cũng khá là dễ chăm sóc. Rồi, để ra kích thước cho mọi người xem. Rồi, vành đế tại vị trí đo là 34. Mà hai thân này tương đối bằng nhau nha mọi người. Thì Bonsai Trường Thi chỉ đo một thân thôi. Ôi, đo không được rồi. Rồi, ok. Rồi, đo một thân là 15. Rồi, thân lớn là 15 nha mọi người. Cây này thì nó rất là ok nha. Chỉ cần thì khá đẹp rồi, rất ấm tàn nha mọi người. Đây mọi người xem nha. Rồi, cây này thì cái bộ đế cũng khá hay nha mọi người. Đây mọi người xem này, bộ đế này cải đều nha. Đây đó, khá hay nha. Đây bộ đế rất đẹp nha mọi người. Cây mọi người chỉ về chơi thôi, không có không làm thêm một cái gì nữa hết. Giao lưu tất cả mọi người như để chơi thôi. Rồi, để đo thêm cái chiều cao và cái vành cho mọi người xem. Đo chiều cao và cái phủ tán mọi người xem. Chiều cao thì 35, phủ tán thì 30. Rồi, thì cái cây trà phúc kiến này thì giao lưu với mọi người là giá 750k bao ship.
750k bonsai trường thi bao ship cho mọi người nha.